Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Quốc Oai vừa phối hợp với công ty đấu giá hợp danh số 5 quốc gia tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 34 thửa đất tại 3 dự án thuộc xã Cấn Hữu và Sài Sơn. Các thửa đất đã được xây dựng hạ tầng đồng bộ, có diện tích từ 74,1 đến 112 m2 một lô, với giá khởi điểm từ 24,8 đến 52,8 triệu đồng một mét vuông. Kết quả, 100% thửa đất đã được đấu giá thành công. Huyện Quốc Oai thu về hơn 152 tỷ đồng, chênh gần 30 tỷ đồng so với giá trị tính theo giá khởi điểm.